Xin chào quý vị và các bạn. Trong sáng nay, miền Bắc tiếp tục nằm trọn trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phổ biến ở dưới ngưỡng 15 độ. Vùng núi cao có nơi còn dưới 5 độ nên trời rét sâu, đi cùng là hiện tượng sương mù tập trung ở vùng núi và ven biển khiến tầm nhìn giảm thấp trong khoảng thời gian này. Nhưng sương tan nhanh sau 7 đến 8 giờ sáng khi nắng xuất hiện và kéo dài đến chiều tối. Mặc dù có nắng nhưng nhiệt độ cũng không tăng nhanh. Cao nhất trưa chiều nay ở các tỉnh vùng núi là từ 19 đến 20 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động từ 21 đến 23 độ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên tạo cảm giác hanh khô, khó chịu cho mọi người. Dự báo trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh còn kéo dài sang những ngày đầu tuần mới. Thủ đô Hà Nội cũng có một buổi sáng chủ nhật rét sâu. Đến trưa chiều nay trời có nắng và ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng từ 22 đến 23 độ. Sau đó từ chiều tối khi nắng tắt thì nhiệt độ lại giảm thấp, trời rét. Nhìn chung thời tiết khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật cũng như du lịch của du khách khi đến với thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu đông. Với các tỉnh miền Trung trời cũng rét ở khu vực phía Bắc đèo Hải Vân khi nhiệt độ ở dưới ngưỡng 23 độ. Càng đi sâu vào phía Nam thì nhiệt độ tăng dần. Đến Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt ngưỡng từ 28 đến 29 độ vào trưa chiều, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Sau đó, từ chiều tối và đêm nay sang đến ngày mai, cùng với sự xuất hiện của các nhiễu động từ biển vào, mưa có khả năng sẽ quay trở lại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to, nên người dân cũng cần chú ý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Thời tiết thành phố Đà Nẵng trong hôm nay cũng còn nhiều mây và có mưa rải rác, tập trung vào chiều tối nay. Do tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ ngày đêm tại đây chỉ dao động từ 22 cho tới 26 độ, trời lạnh. Quý vị chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Xuống đến phía Nam trong trưa chiều nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục ít mưa, trời nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ là từ 30 cho tới 32 độ, trời nắng ấm. Nhưng về đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ giảm thấp, trời lạnh ở vùng cao và hơi se lạnh ở các tỉnh thành miền Nam. Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, thời tiết cũng không có nhiều thay đổi. Trời hầu như là không mưa, trưa chiều nắng ráo với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 32 độ. Còn về tối giảm về mức từ 25 đến 26 độ, thời tiết mát mẻ. Tiết trời thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thì quý vị lưu ý tuân thủ đúng các nguyên tắc về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng. Những ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì tình trạng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, thậm chí ở vùng núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ban ngày trời nhiều mây, dần về trưa chiều có nắng. Do đó, nếu du lịch Bắc Bộ trong thời gian này, du khách nên cân nhắc, sắp xếp lịch trình hoạt động phù hợp và trang bị đầy đủ quần áo dày để giữ ấm cho cơ thể. Sang tới ngày 8 tháng 12, khi khối không khí lạnh suy yếu dần thì tiết trời ấm áp hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Tại các tỉnh Trung Bộ ở phía Bắc đèo Hải Vân, trong 3 ngày tới, thời tiết cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh hoạt động mạnh, nên khu vực này cũng duy trì tình trạng rét. Các tỉnh phía Bắc trời ít mưa, dần về trưa chiều trời hửng nắng. Còn ở phía Nam do không khí lạnh kết hợp với địa hình nên gây mưa rải rác, nhiệt độ thấp cùng với trời mưa nên sẽ mang lại cảm giác rét hơn ở khu vực này. Với các tỉnh Trung Bộ ở phía Nam đèo Hải Vân, không khí lạnh cũng tác động tới các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận và gây mưa rải rác cho khu vực này. Cùng với đó, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm, về đêm và sáng trời lạnh. Trong khi đó, nằm xa hơn về phía Nam, từ Phú Yên trở vào thì chỉ có mưa vài nơi về chiều tối với lượng nhỏ. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cũng giảm nhẹ và có chút cảm giác se lạnh. Trên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết phổ biến có nắng ấm vào ban ngày, cường độ nắng cũng không mạnh nên tiết trời khá dễ chịu. Về chiều tối, chỉ có mưa rào xảy ra ở diện vài nơi và hầu hết với lượng nhỏ. Ban đêm, nhiệt độ giảm nhanh nên du khách cũng sẽ cảm nhận được cái lạnh của nơi đây. Dự báo mức nhiệt ngày đêm trong 72 giờ tới chủ yếu dao động ở khoảng từ 16 đến 28 độ. Thời tiết khá lý tưởng và thú vị nên du khách nhớ trang bị đầy đủ quần áo phù hợp để có một chuyến đi tuyệt vời. Nếu quá quen thuộc với Đà Lạt thì du khách có thể lựa chọn Măng Đen, Kon Tum để tìm cảm giác mới mẻ và trải nghiệm cảnh vật thiên nhiên hoang sơ. Thời tiết tại Măng Đen trong 3 ngày tới phổ biến ngày nắng, cường độ nắng không mạnh và tiết trời có chút se lạnh. Về tối và đêm chỉ có mưa nhỏ vài nơi trong ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12, về đêm trời rét.
Thưa quý vị, tọa lạc ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển và cách trung tâm thành phố Kon Tum vào khoảng 50 km. Măng đen được xem là thiên đường sinh thái với khí hậu mát mẻ quanh năm, hòa quyện cùng với chút se lạnh vào những tháng cuối năm. Đến nơi đây, du khách sẽ được ngắm nhìn không gian thiên nhiên với sắc xanh của cây cối, những thác nước hùng vĩ và bầu trời trong xanh đầy thi vị. Sẽ thật tuyệt nếu ghé Măng Đen vào tháng 12 khi thời tiết chuyển mùa và là lúc những hoa mai anh đào bắt đầu đua nở. Nếu là một người yêu thích thiên nhiên cây cối thì du khách không thể nào bỏ qua rừng thông Măng Đen với những tán cây cao bạt ngàn, vun vút, hòa vào không khí là hương thơm của nhựa thông thoang thoảng. Ngoài ra, tại rừng thông Măng Đen còn có nhiều loài hoa và thực vật phong phú như là hoa lan quế, hoa sim, tô điểm thêm màu sắc cho khu rừng. Măng Đen là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng và thư giãn sau bao bộn bề của cuộc sống và công việc. Đến nơi đây không chỉ cảm nhận thiên nhiên với màu sắc nên thơ hữu tình mà còn được thưởng thức những món ăn vô cùng đặc trưng tại vùng cao như là cơm lam thơm ngon, nóng hổi, gà nướng, thịt nướng bọc lá dong. Tất cả tạo nên cho du khách sự lưu luyến với vùng đất xinh đẹp này. Quay trở lại với những thông tin thời tiết đến với khu vực Nam Bộ. Thời tiết trong 3 ngày tới cũng thuận lợi cho du lịch khi hầu hết các nơi đều phổ biến ít mưa. Ban ngày, nắng trải đều khắp khu vực với cường độ nắng dễ chịu và nhiệt độ không tăng quá ngưỡng 33 độ. Trong đêm nay và đêm mai, trời vẫn còn se lạnh. Khu vực miền Đông có nơi nhiệt độ còn xuống dưới ngưỡng 21 độ. Riêng chiều tối ngày 8 tháng 12, khả năng những cơn mưa sẽ có xu hướng quay trở lại Nam Bộ. Tuy nhiên, mưa cũng chỉ xuất hiện ở diện vài nơi. Vùng mưa chủ yếu tập trung ở các tỉnh ven biển.